Mở đầu phim là hình ảnh cô bé Hong Chi Hun đang nằm chiêu chiêu trên đồng cỏ với cái tai nghe thì đột nhiên một ánh sáng chói lóa kỳ lạ chiếu thẳng xuống chỗ cô. Thấy kỳ lạ nên Chi Hun đã lấy máy ảnh ra để chụp lại. Chuyển cảnh đến nhiều năm sau khi Chi Hun đã lớn, cô đang ngồi thiền và cô là một người luôn giữ vững quan niệm của bản thân. Cô tin rằng tất cả những gì cô nhìn thấy chưa chắc đã tin và cô chỉ tin vào chính bản thân mình. Cô dậy từ sớm đi chạy bộ rồi đến công ty làm. Vừa rồi công ty để vào cửa hàng tiện lợi mua đồ đúng lúc làm rơi non nước thì cô nhìn thấy một người đội mũ bảo hiểm màu xanh. Chi Hun không nói gì rồi đứng dậy quay ra quầy thanh toán với vẻ mặt rất căng thẳng. Cô lướt ngang qua thì đó là một người ngoài hành tinh với chiếc mũ màu xanh và dường như chỉ có cô nhìn được sinh vật đó. Cô coi như không biết gì nhưng sinh vật đó cứ nhìn theo. Tối đó đang ngủ gật ở văn phòng làm việc thì đột nhiên máy tính của cô lại nhảy sang một chương trình khác. Chi Hun giật mình tỉnh dậy dừng nó lại, đang dọn dẹp chỗ ngồi của mình thì máy tính của cô đột nhiên lại tiếp tục phát video. Cô thấy hơi kỳ lạ đã thế còn không ấn được máy tính nữa. Máy tính cứ thế tiếp tục nhảy loạn xạ mà cô chẳng làm gì được lại còn phát ở những đoạn có lời nói rất kỳ lạ. Chi Hun sợ hãi gập máy tính lại, đột nhiên tất cả các máy tính trong văn phòng đều sáng lên cùng một video và phát ra những lời nói khiến cô rất hoảng sợ. Có vẻ như cô gặp chuyện này rất thường xuyên nhưng Chi Hun vẫn không hiểu lần nào cũng là đội bóng đó xuất hiện với tên Unicorn. Cả trên mũ của sinh vật cô nhìn thấy cũng có chữ đó, về đến nhà với người yêu thì cô vẫn thẫn thờ nghĩ về chuyện đó. Chi Hun có một anh người yêu tên Si Gúc muốn cuối tuần hẹn bố mẹ của cô đi ăn tối nên Chi Hun đã về nhà nói với bố mẹ. Hôm đó ngồi ăn tối mà trong đầu Chi Hun vẫn không thể ngừng nghĩ về việc kỳ lạ mình đã nhìn thấy trong suốt khoảng thời gian qua. Ngồi nghe bố mẹ nói quá nhiều về việc hôn nhân của mình và anh người yêu nên Chi Hun không chịu nổi nên đi ra ngoài trước nói để lấy thêm đồ. Đang vừa đi vừa nhắn tin thì điện thoại của cô cũng mất kiểm soát, ngẩng mặt lên nhìn thì Chi Hun thấy cả màn hình ở trung tâm thành phố cũng bị giống như điện thoại của cô. Chi Hun lại nhìn thấy sinh vật đó xuất hiện trước mặt mình, đang hoảng hốt bỏ đi vừa quay đầu lại thì Chi Hun thấy nó xuất hiện ngay trước mình nhưng với một kích thước rất lớn. Cô không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã cắm đầu chạy. Lúc định thần lại thì cô thấy mình đang ở một bãi cỏ, phía trước có một chiếc xe cũ và trong đó có hai người đang nói chuyện với nhau. Chi Hun áp tai vào nghe rồi vừa mở cửa ra thì một làn gió lớn và thẳng vào mặt cô làm cô giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang đứng ở trước mép của một tầng thượng cao chót vót. Cô hoảng hồn ngã sau thì cùng lúc có người cảnh đến và thấy cô. Sau khi được xem lại camera thì chỉ thấy cô đứng đó sợ mất kiểm soát rồi cứ thế chạy vào một tòa nhà rồi mở cửa lên sân thượng nhưng Chi Hun lại chẳng nhớ gì. Anh cảnh sát thấy tâm trạng của cô có vẻ không ổn nên đã dẫn cô ra ngoài mua nước. Một lúc thì anh người yêu cũng chạy đến, hỏi Chi Hun tại sao đang ăn tối lại bỏ đi và xuất hiện ở đồn cảnh sát. Nhưng Chi Hun không biết giải thích thế nào, còn hỏi anh về một bác sĩ ma tên Hung U làm anh ta rất cáu còn nói không biết phải chịu đựng cô thế này đến bao giờ. Sau đó Chi Hun đã tìm đến văn phòng của anh bác sĩ kia, nói rằng mình đã nhìn thấy sinh vật đội mũ bóng chảy kia. Anh nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, Chi Hun đã kể tất cả những việc mà mình nhìn thấy cho anh bác sĩ nghe. Sau khi trở về nhà thì Chi Hun đã bị bố mắng vì hôm trước đang ăn mà bỏ đi mất. Mấy lần có gì không vừa ý thì phải nói nhưng Chi Hun lại im lặng. Si Gúc bên quán rượu thì thấy Chi Hun đang gục ở đó, anh hỏi cô và anh bác sĩ đã nói gì với nhau nhưng cô lại nói ra những chuyện linh tinh mà mình đã gặp phải khiến anh chẳng hiểu gì còn nói cô cứ thế này đến bao giờ. Sau đó Chi Hun đã đề nghị hai người chia tay, đang trên đường đi về thì Si Gúc dừng lại ở dưới chân cầu. Đột nhiên một ánh sáng xanh xuất hiện nên anh đã đi ra ngoài xem. Thấy vậy anh giơ điện thoại lên chụp, ánh sáng càng ngày càng mạnh rồi chớp một cái thì Si Gúc biến mất. Trở về những năm tháng khi Chi Hun còn đang học trung học, cô đã là một người rất thích nghiên cứu về UFO và đĩa bay. Trong một lần đang nghe những bài nói về cách để gặp người ngoài hành tinh thì cô đã chìm mình vào một trạng thái bay bổng. Đột nhiên giật mình mở mắt thì cô thấy có một người bạn đang đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nên lặng cất đồ rời khỏi đó. Nhưng cô bạn bỗng nhiên gọi Chi Hun lại rồi hỏi về vấn đề mà cô đang tìm hiểu. Chi Hun hỏi cô bạn có muốn đọc không, vậy là đưa bài viết đó cho cô bạn. Từ đó hai người cũng trở thành bạn của nhau. Trở về hiện tại thì Chi Hun đang ngồi ở bến xe buýt nhận được điện thoại của bà chủ nhà đất về việc tiền thuê nhà của Si Gúc. Bà nói rằng bình thường anh ấy rất đúng hẹn nhưng tháng này lại không như vậy, gọi cũng không biết đang đi đâu mấy ngày hôm nay. Nghe vậy thì Chi Hun cũng thấy rất kỳ lạ nên đã tìm đến nhà của Si Gúc xem sao nhưng chẳng có gì kỳ lạ. Cô đã nhắn tin cho anh thì thấy tin nhắn xuất hiện ở trên iPad trên bàn. Vừa mở ra xem thì có thông báo rằng đối tượng đã hoàn thành số bước đi trong ngày. Thấy hơi lạ nên cô đã ấn vào xem mà nhận ra Si Gúc đang ở một vị trí cách đó không xa. Chi Hun theo chỉ dẫn tìm đến gầm cầu hôm trước Si Gúc đứng. Nơi loay hoay một lúc thì cô phát hiện chiếc đồng hồ của anh ở dưới gầm ghế, nhưng đột nhiên lúc đó tất cả các thiết bị điện tử của cô đều bị nhập nhằng không kiểm soát. Sau đó Chi Hun đã đến đồn cảnh sát để báo cáo mất tích. Anh cảnh sát hôm trước lại gặp cô nên đã ra ngoài mời cô hút thuốc rồi bảo cô cứ yên tâm rồi về nhà khi nào có thông tin anh sẽ gọi. Chi Hun trở về nhà và tìm kiếm trên mạng những thông tin liên quan về việc người bị mất tích và đồ điện tử bị lỗi. Thì lại xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan đến người hành tinh bắt cóc chơi ảnh hưởng đến các thiết bị. Chi Hun còn truy cập vào một diễn đàn liên quan đến người ngoài hành tinh. Lướt một lúc thì cô thấy ảnh người ngoài hành tinh đội chiếc nón màu xanh như sinh vật mà cô đã nhìn thấy trước đó khiến cô vô cùng sửng sốt. Hôm sau đến công ty cô vẫn không ngừng nghiên cứu về diễn đàn liên quan đến UFO đó. Cô còn tìm được lịch hẹn gặp mặt của diễn đàn 1 giờ chiều thứ bảy hàng tuần.
Khi đến nơi thì cô nhòm vào bên trong thấy mấy ông ngáo ngơ đang nói chuyện. Ra cửa đứng hút thuốc nhưng bật lửa bị hỏng nên cô mượn của chị gái bên cạnh. Sau khi hỏi chuyện thì Chi Hun nói với chị ta rằng cô rất ghét những thứ không có căn cứ như người ngoài hành tinh hay UFO. Nghe vậy chị ta đứng dậy đi vào bên trong căn phòng đó. Một lúc sau thì Chi Hun cũng theo vào trong. Tuy là người mới nhưng cô được mọi người rất chào đón. Sau một hồi ngồi xem những trò con bò của nhóm Chi Hun rất mệt mỏi, bỗng nhiên cô gái tóc xoăn ấy chỉ mặt Chi Hun nói ghét mặt của Chi Hun rồi khoác cặp bỏ đi. Thấy trên cặp chị ta có hình sinh vật ngoài hành tinh với chiếc nón màu xanh thì Chi Hun nhận ra đó chính là người mình muốn tìm nên đuổi theo, nhưng chị ta đã lên xe đi mất. Đang dừng đèn đỏ thì chị ta nhìn thấy phía sau Chi Hun đang đuổi đến nên đã cuốn ra bỏ chạy. Còn giơ ngón tay thối với Chi Hun, cô vẫn tiếp tục đuổi theo đằng sau. Đến một ngã ba thì cô lại không thấy chị ta đâu, đang nấp dưới hầm thấy bên ngoài có thể im lặng thì chị ta trong xe ra ngoài nhưng Chi Hun đã đứng ở đó. Cô giật lấy hình ảnh sinh vật trên cặp của chị ta rồi hỏi nó ở đâu. Thì chị đã trả lời chính là do cô vẽ, còn nói với cô mình là cô bạn Bo Ja năm xưa đã cùng cô đến căn cứ bí mật trong chiếc xe bị bỏ hoang ấy. Chi Hun lại đến chỗ anh bác sĩ Ma kia và kể cho anh nghe chuyện khi nãy. Anh cũng nói rằng cô là bệnh nhân kỳ lạ nhất từ trước đến giờ anh gặp. Người mà đi tìm cách giải mã hoang tưởng của mình. Về đến công ty thì Chi Hun bị giám đốc mắng vì dám để khách hàng chờ 40 phút. Chi Hun đến nhà anh người yêu thì thấy tất cả đồ đạc của anh đều được chọn đi. Cùng lúc đó không nhận được điện thoại của cảnh sát báo rằng đã tìm được lịch sử giao dịch của anh và thấy anh đã mua vé ra nước ngoài. Chi Hun nghe vậy thì thẫn thờ. Cô đang nằm ở nơi mà Si Guk biến mất thì đột nhiên thấy sinh vật kia xuất hiện. Chi Hun tức giận ném chiếc đồng hồ về phía nó rồi vùng vằng bỏ đi. Sau đó cô nghĩ lại và quay lại tìm chiếc đồng hồ. Cô lại nhìn thấy ở khoảng sân trống phía trước xuất hiện một đàn bươm bướm và bọ xếp thành một hình tròn kỳ lạ. Chi Hun đã vẽ lại hình đó rồi mang đến cho một người phụ nữ. Người đó còn nói rằng nếu muốn tìm hiểu về những thứ thế này thì đừng tin lời những giáo sư hay chính phủ vì bọn họ đều cùng một phe. Sau khi nói chuyện một hồi tỏ vẻ hiểu biết thì cô ta lại dụ Chi Hun đăng ký thành viên với giá 60.000. Đang chán đời ngồi ngoài cửa thì Chi Hun nhận được điện thoại ở cảnh sát nói có người đến tố cáo mình. Ở phía đồn cảnh sát thì người tố cáo Chi Hun chính là cô bạn Bo Ja. Cô nói với cảnh sát rằng mình đang đi xe máy thì Chi Hun lao ra va lấy xe cô làm nó bị hỏng. Chi Hun vội vã chạy đến đồn cảnh sát thì Bo Ja vẫy cô lại rồi nói cô đi theo mình. Sau đó thì mắt Chi Hun dẫn đi ăn coi như bồi thường việc làm hư hại chiếc xe của cô. Ngồi nói chuyện thì Bo Ja cười cợt Chi Hun. Vì bạn trai mất tích mà không báo cảnh sát lại đi tìm thông tin về người ngoài hành tinh rồi lên mạng kêu ca với một người lạ. Sau đó Bo Ja nói Chi Hun trả tiền rồi đi theo cô. Bo Ja cho cô xem đoạn phim có liên quan đến vụ mất tích và bỗng xuất hiện hình tròn bí ẩn mà Chi Hun đã nhìn thấy ở gầm cầu khiến Chi Hun vô cùng sửng sốt. Sau đó Chi Hun cùng với những người có mặt ở đó cùng nhau nói về hình vẽ mà cô đã nhìn thấy cũng như những sự việc xảy ra xung quanh cô. Chi Hun đang phát điên thì mấy người kia cứ làm ồn thì Bo Ja đưa cho cô một tờ giấy nói rằng cô hãy ký vào đó rồi cô ấy sẽ giúp Chi Hun điều tra sự việc do Bo Ja làm YouTube. Về chủ đề mất tích có liên quan đến người ngoài hành tinh nên cô muốn vụ việc mất tích của người yêu Chi Hun sẽ trở thành đối tượng trong video mới của cô. Chi Hun được bố cô gọi đến quán rượu ngồi nói chuyện với ông sếp vì cô đã làm hỏng chuyện của công ty. Trên đường về cô còn bị bố mắng vì không tập trung làm ăn lại còn đi dự mấy cái cuộc họp mặt vớ vẩn về người ngoài vũ trụ. Chi Hun vô cùng bực mình vì đã 30 tuổi vẫn bị bố quản như trẻ con rồi còn can thiệp cả vào công việc của cô. Sau khi xuống xe đi một mình thì Chi Hun gọi điện cho Bo Ja nói rằng Ji-suk không phải người đã chuyển đồ trong phòng của anh ấy đi. Người chuyển đồ đi chắc chắn có liên quan đến vụ mất tích này. Vậy là hôm Su Bo Ja cùng Chi Hun giả vờ là hai chị em đi thuê nhà rồi cùng người môi giới nhà đất lên xem căn phòng của Chi Hun sau khi tiễn người đó ra về. Dựa vào trí nhớ cũng như trình độ nhìn lén của mình thì Bo Ja đã nhớ mật khẩu và mở được căn phòng đó. Vừa vào trong cô lôi hết dụng cụ đồ nghề ra bắt đầu công việc của mình. Chi Hun nhìn thấy thế cũng ngơ ngác không hiểu cô đang làm gì. Do cứ hỏi nhiều nên Chi Hun bị Bo Ja nói rằng đầu bã đậu thì hỏi ít thôi. Đang rằng co nhau thì đột nhiên hai người nghe thấy tiếng mở cửa nên vội vã nằm im trên gác. Đột nhiên một bà cô muốn đi lên kiểm tra gác. Hai người hốt hoảng đang không biết làm sao thì cũng may có một góc tường nên họ kịp chui vào trong góc đó nên không bị phát hiện. Đột nhiên điện trong phòng tắt đi, một ánh sáng xanh kỳ lạ xuất hiện, thò đầu ra nhòm thì thấy những người đó ngồi thành hình tròn rồi hát một bài hát kỳ lạ, như đang làm một nghi lễ trong hội giáo gì đó. Một điều kỳ lạ, máy dò tín hiệu điện từ ngoài hành tinh của Bo Ja đột nhiên có dấu hiệu bất thường. Cả hai người đều vô cùng bất ngờ trước sự việc đang xảy ra trước mắt mình. Do đam mê làm YouTube của mình thì Bo Ja muốn lấy điện thoại ra và quay lại những gì vừa xảy ra nhưng quay được hình thành một con mèo rồi về bắt mấy đồng đội làm video quảng cáo khiến hai anh cạn lời. Hai người ngồi ngoài cãi nhau. Chi Hun thì muốn báo cảnh sát còn Bo Ja thì muốn theo dõi bà cô mô giới nhà đất kia. Bo Ja khoe số điện từ vũ trụ mà cô đã đo được nhưng Chi Hun chẳng quan tâm đến. Bo Ja nói rằng chắc chắn bọn họ không phải là người bình thường vì không ai bình thường mà lại làm những trò như vậy. Chi Hun nghe thế cũng vào đầu bứt tai không biết làm thế nào. Nhận được điện thoại của bố thì Chi Hun định bỏ đi. Bo Ja giữ cô lại và nói không biết Chi Hun như nào nhưng cô tin mình sẽ làm được. Chi Hun nói với Bo Ja rằng làm sao cô có thể tin một người khi xưa đã dụ cô hít keo làm cô bất tỉnh 3 ngày giữa đồng cỏ hoang và bỏ cô lại đó. Bo Ja chất vấn rằng cô có thực sự nhớ rõ rằng chuyện gì đã xảy ra hay không, hay chỉ vì ký ức mà đến bản thân còn không nhớ rõ mà cô bỏ bạn mình.
Chi-hun luôn cho rằng Bo-ja là người bỏ rơi mình, nhưng Bo-ja thì nói ngược lại. Nhớ về khi đó thì sau tìm được Chi-hun ở bệnh viện, như Bo-ja đã từ chối tiếp xúc với Bo-ja khiến cô rất ngạc nhiên và còn bị Chi-hun tát cho một cái. Từ đó hai người cũng chẳng còn chơi với nhau nữa. Nói xong Bo-ja quay người bỏ đi. Chi-hun ở đồn cảnh sát nói rằng có một giáo phái rất bất ổn, cô nghi rằng có liên quan đến vụ bắt cóc Ji-guk. Khi anh cảnh sát hỏi họ làm những gì thì Chi-hun bắt đầu diễn tả lại, mồm thì nói bla bla, tay cua đi cua lại như lên đồng, làm anh cảnh sát cười ẻ. Không những thế, anh còn nhận ra rằng cô tận mắt nhìn thấy thì chả phải cô cũng đang trong căn nhà đó còn gì. Cô cũng đột nhập bất hợp pháp mà còn bắt bẻ người khác. Do thấy Chi-hun không về nhà nên bố cô đã gọi điện đến công ty hỏi đồng nghiệp thân thiết của cô rằng dạo này có thấy cô có hành động lạ gì hay gặp chuyện gì ở công ty không, và mong cô sẽ nói chuyện và khuyên Chi-hun. Bên phía khác, Bo-ja cùng với mấy anh cùng hội đang theo dõi bà cô môi giới nhà đất. Bọn họ theo bà ta đến một tòa nhà và thấy bà đi lên tầng 12. Bo-ja nói nếu bị bắt được thì có thể sẽ đánh nhau nên muốn anh cáp này đi theo làm vệ sĩ. Đánh nhau thì cô sẽ chạy. Thang máy vừa mở ra thì cả hai người đều sững sờ trước khung cảnh trước mặt, một hội người đang tụ tập ở đó. Thấy không khí có vẻ không phù hợp lắm nên hai người ấn thang máy đi xuống, nhưng bị một cô gái kéo ra ngoài và chạm mặt với một ông chú có vẻ là người đứng đầu ở đây. Thấy Bo-ja đang cầm điện thoại nên ông đã lấy điện thoại của cô để kiểm tra nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Ông cũng thừa nhận rằng đây là một hội cuồng tín nên việc bị quay phim chụp ảnh là rất nhạy cảm, nên ông mong hai người lặng lẽ rời khỏi chỗ này. Nhưng Bo-ja lại nói rằng mình muốn tham gia vào hội. Cùng lúc bà cô môi giới nhà đất cũng đi vào phòng, sợ bị phát hiện nên Bo-ja rúc vào NGO anh công an phường rồi giả vờ khóc nức nở. Đang đứng ra mắt mọi người trong hội thì anh cắp được hỏi rằng đã nhìn thấy thứ ánh sáng của thần linh chưa. Anh cáp nói là UFO đúng không, thì một người bảo ở đây họ không gọi như vậy. Đang nói thì một đoàn người nhảy múa diễu hành qua căn phòng của họ khiến Bo-ja chú ý. Hỏi ra thì biết được đó là lễ diễu hành ban phước. Bo-ja muốn tham gia nhưng vì là người mới nên không được. Khi vào nhà vệ sinh thì cô phát hiện trong thiết bị mà mọi người đều đeo có một chiếc điện thoại nên cô đã nghĩ ra việc phát trực tiếp. Chi-hun ở văn phòng cũng đột nhiên nhận được thông báo từ tài khoản của Bo-ja nên cô đã vào xem. Bo-ja vừa đi theo đoàn diễu hành vừa phát trực tiếp cho hơn 500 người xem. Bo-ja tiếp tục thuê họ vào tổng một căn phòng làm lễ. Người xem ngày càng tăng cao. Ông chú của hội cũng đã nhìn thấy video trực tiếp ấy, đang tính đi để xử lý việc thì vô tình làm rơi điện thoại của Bo-ja và thấy được thông báo đăng nhập tài khoản trên thiết bị khác của Bo-ja. Những hành động cũng như ánh snake kỳ lạ xuất hiện nối tiếp nhau khiến Bo-ja ngỡ ngàng. Chi-hun ở bên kia cũng đang chăm chú theo dõi không chớp mắt, rồi bỗng nhiên hình tròn kỳ lạ mà bọn họ đi tìm kiếm đột nhiên xuất hiện. Rồi bà cô ở giữa hội bay lên trước sự kêu réo của mọi người, bọn họ bắt đầu xả khói vào trong phòng để tăng độ huyền ảo cho buổi lễ. Ông chú thấy đoạn video quay được cảnh này vô cùng sững sờ nên đã đi vào trong đó để tìm kiếm Bo-ja. Cùng lúc đó do không hít nổi khói nữa nên Bo-ja chạy ra ngoài. Đang vui sướng vì chiến tích mình vừa làm được cùng với sự tung hô của khán giả. Đột nhiên ông chú mở cửa bước ra khiến cô tắt nắng luôn. Ông ta đánh ngã cô rồi giành lấy điện thoại. Mà tất cả cảnh đó đã bị quay trực tiếp cùng. Chi-hun cũng xem được vội vã chạy đến đó nhưng thang máy quá đông, cô chạy bộ lên thì thấy ông chú lại đang đi xuống nên cô đã đuổi theo và chặn đầu xe ông ta lại. Cầm bình chữa cháy xịt vào mặt ông ta rồi kéo ra ngoài liên tục hỏi rằng Bo-ja bạn cô đâu, nhưng sau đó đã bị cảnh sát tới dẫn về đồn. Chi-hun luôn mồm khẳng định giáo hội của ông có liên quan tới vụ mất tích của bạn trai cô vì hình tròn kỳ lạ ấy ở trong giáo hội cũng như xuất hiện chỗ bạn trai cô biến mất. Thế nhưng Bo-ja và anh cáp ở bên cạnh thì tỏ vẻ không biết cô đang nói gì để tránh rắc rối thêm. Thế là Bo-ja như một con dở trước mặt anh cảnh sát và anh bắt cô viết bản kiểm điểm xong mới được đi nếu không muốn bị khởi tố. Tối đó Bo-ja cùng bạn bè mở tiệc ăn mừng thì Chi-hun tìm đến tức giận gào vào mặt Bo-ja, hai người sau đó cãi nhau kịch liệt. Chi-hun nói với Bo-ja có biết rằng cô đã sợ như nào không, thì Bo-ja bảo rằng thế thì giúp ở nhà đi, sao lại chạy như điên đến cứu cô. Chi-hun nói đấy là lực chọn của mình làm Bo-ja đứng hình, anh cảnh sát đang ngồi trực đêm vô tình lại nhìn thấy hình ảnh mà Chi-hun vẽ. Anh lên mạng tìm kiếm thì cũng thấy một giáo hội dùng hình ảnh như vậy. Sáng hôm sau Bo-ja chở Chi-hun đến một tòa nhà nói rằng đến gặp một người. Ấn chuông mãi đến khi ra mở cửa thì Chi-hun giật mình vì chính là ông chú trong giáo hội hôm qua cô gặp ở đồn cảnh sát. Bo-ja nói rằng đây chính là người được gọi là ông Kim mà bọn họ vẫn đang tìm kiếm. Cảnh phim lại trở về khi Bo-ja cùng với Chi-hun thời trung học. Bọn họ cùng nhau ở căn cứ bí mật và tìm hiểu về những vụ mất tích hay những vụ việc có liên quan đến UFO hay người ngoài hành tinh được các nhân chứng kể lại. Quay trở lại hiện tại thì Chi-hun được kể cho biết rằng hôm đó khi Bo-ja bị phát hiện bởi ông chú thì cô đã chạy vào nơi tập yoga của các chị rồi chặn cửa. Vì để giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt nên ông ta đành phải thú nhận mình là ông Kim, người mà Bo-ja làm chủ để điều tra trên kênh YouTube của cô bấy lâu nay. Trong phòng của ông chú thì Bo-ja cố hỏi thêm thông tin của hội cuồng giáo đó cũng như việc điều tra về con gái ông có tiến triển gì không. Nhưng ông nói là rất lâu rồi nhưng ông chẳng biết thêm được điều gì. Ông nói có một tổ chức tình nguyện gọi tắt là NPC làm cho giáo hội cuồng tín kia. Ông nghĩ là bọn chúng đã bắt cóc con gái ông nhưng khi Bo-ja hỏi thì ông lại chẳng có chứng cứ gì chứng minh được hết, làm cô cáu dựng ngược lên. Ông Kim cũng cáu theo nói tổ chức NPC đó có hoạt động được giữ bí mật, ngay cả trong nhà thờ của hội cuồng giáo kia cũng không biết. Cũng không có cách nào để điều tra ra được nên ông đang bị mặc kẹt ở chỗ này. Ra ngoài hai người ngồi nói chuyện thì Bo-ja bảo cô không tin tưởng những gì ông ta nói.
Còn Chi Hun khi thấy ông ấy tìm kiếm con gái suốt 4 năm mà không thấy tung tích gì thì bắt đầu lo cho bạn trai mình xảy ra chuyện. Đang ngồi thẫn thờ nói chắc mình bị điên rồi thì Bo ra hỏi Chi Hun bị làm sao. Cô lôi trong túi ra cái thiết bị lưu tài liệu của ông Kim mà cô lấy được khiến Bo ra rất vui. Lúc này ông chú cũng phát hiện mất đồ nên chạy đuổi theo nhưng hai người đã phóng xe đi trong sự sung sướng. Về quán thì Bo ra ngồi xem tất cả những gì có trong chiếc ổ cứng đó. Hầu hết ông ấy lưu lại tất cả những hình ảnh của các thành viên trong tổ chức nhưng không biết với mục đích gì. Do quá mệt mỏi nên Bo ra đổi chỗ cho Chi Hun để cô tiếp tục xem. Đột nhiên Chi Hun phát hiện ra có một bức tranh vẽ hình ảnh chỗ gầm cầu mà cô phát hiện ra vòng tròn bí ẩn kia. Ông chú Kim thì đang thử quả máy kéo cho bà bạn bay lên trong lúc làm lễ. Chi Hun và Bo ra đang muốn lẻn vào xe của bà cô mô giới nhà đất. Hai người cậy cửa vào trong muốn bật GPS nhưng cả hai đều không biết bật nên phải tra Google. Nhưng đột nhiên bà cô đi ra tới nhà xe, hai người hốt hoảng chui ra đằng sau để trốn. Ông chú Kim cũng nhìn thấy nên đã cố đánh lạc hướng bà cô kia để hai người có thời gian chui ra sau. Vậy là hai người đã bị bà cô chở đi cùng mình. Đang trên đường đi bà cô cứ liên tục hát những bài hát về ánh sáng thần linh làm cho trong đầu Chi Hun bỗng nhiên xuất hiện mơ hồ lại ký ức lúc nhỏ. Mở mắt dậy thì Bo ra đang tát bôm bốp vào mặt gọi cô dậy nói bà ta đã dừng xe ở nhà bà ta rồi và nói lát nữa sẽ quay lại nhà thờ. Hai người đã tiến lại gần ngôi nhà rồi quay lại hành động của bà ta. Sau đó Bo ra nói Chi Hun đứng đó canh còn cô cầm máy dò của mình đi xung quanh. Đến một gian khác của ngôi nhà thì Bo ra thò đầu lên nhòm thì mắt chạm mắt với một bà già làm Bo ra đứng hình hoảng sợ. Cùng lúc thì bà cô sang bên tòa nhà đó, bà già đó chính là mẹ bà ta. Tối đó bà ta đã để mẹ mình ở nhà một mình rồi quay trở lại thành phố. Chi Hun và Bo ra vào trong nhà thì Bo ra lúc được một album ảnh muốn cho Chi Hun xem, đột nhiên hai người thấy một tấm ảnh vô cùng quen mắt. Đang suy nghĩ thì bà cụ đột nhiên rú lên làm hai người sợ vãi linh hồn, Chi Hun nói để cô sang phòng khác tìm. Sau đó Bo ra chạy vào thì thấy bên trong căn phòng đó treo rất nhiều những bức tranh trong đó có cả nơi mà bạn trai Chi Hun mất tích. Đột nhiên có ảnh đèn xe hai người vội vã ngội xuống, trốn ra ngoài thì thấy một chiếc xe đen. Đang nhòm không biết là ai thì đột nhiên có một bàn tay vồ lấy Bo ra làm hai người giãy đành đạch. Quay người lại thì ra đó là ông chú Kim đến tìm hai người để đòi lại cái ổ cứng. Sau đó hai người được ông lái xe đưa về, Bo ra chất vấn ông tại sao lại nói đối thì ông bảo tại cô nhiều chuyện quá. Bo ra bảo ông hãy kể tất cả sự thật đi đằng nào họ cũng phát hiện ra rồi. Đột nhiên Chi Hun nhớ ra và bảo biết người đó ai là rồi. Người đó chính là người phụ nữ liên quan đến vụ bị UFO bắt cóc rồi còn bị bọn họ cấy chip vào đầu và dùng nó để liên hệ với người ngoài hành tinh. Hồi còn trung học Bo ra cùng Chi Hun đã tìm hiểu về vụ việc này. Bọn họ xem album ảnh lấy được từ nhà bà ấy thì nhận ra bà ấy thường xuyên có mặt tại một nơi mà hiện tại là bệnh viện tâm thần cách chỗ họ hiện tại 4 tiếng đi xe nên họ quyết định đến đó để điều tra thêm tin. Chi Hun về nhà nói để chuẩn bị đồ rồi mang đến cho Bo ra những tài liệu giấy tờ mà khi xưa hai người họ đã cùng nhau tìm hiểu. Lúc này ngồi thì Chi Hun kể cho Bo ra rằng mình nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhưng từ sau khi gặp Bo ra thì Chi Hun lại ít thấy sinh vật đó xuất hiện hơn. Chi Hun nói với Bo ra nếu như người ngoài hành tinh có thật mà Chi Hun lại nhìn thấy họ vậy thì cô là gì? Bo ra nói cô đừng nên nghĩ nhiều rồi nằm ườn ra ngủ. Sáng hôm sau bà cô trở về nhà thì thấy mẹ mình đang ngủ gục trên xe lăn. Tiến tới gọi bà dậy thì đột nhiên bà cô phát hiện tay mẹ mình dính chỉ vẽ, bà vội vã đi vào phòng tranh thấy mọi thứ lộn xộn. Bà ta hốt hoảng bật ngửa ra sau khi nhìn thấy bức chân dung có vẻ là vẽ Chi Hun, vội vã gọi điện cho người mà tự xưng là cha và bà ta nói cô gái của đấng cứu thế đã xuất hiện rồi. Sau đó tất cả mọi người trong xã hội đã đến nhà của bà cô để phán xét về bức tranh mà bà cụ đã vẽ. Một người đàn ông nói rằng nếu bà ấy đã tiết lộ cô gái của đấng cứu thế thì ứng viên cũ mà bọn họ đang làm thí nghiệm phải làm thế nào. Sau khi được người tự xưng là cha giáo huấn về thử thách của đấng tối cao thì mấy người ở đó cũng tỏ vẻ cung kính mà cúi đầu nhận lời dạy dỗ. Sau đó họ đứng dậy rời đi còn không quên mỗi người thơm bà cụ một cái. Sau đó bà cô đã gọi điện cho chú Kim và đưa cho ông ta một chiếc hộp khi mở ra thì thấy bên trong có súng bắn thuốc mê. Bà ta gửi cho ông hình ảnh mà mẹ mình đã vẽ rồi nói dùng cây súng đó đưa cô gái về đây. Nếu thành công bà sẽ bổ nhiệm cho anh làm vị trí cao hơn trong giáo hội. Sau khi cúp máy ông chú vô cùng hoang mang và sợ hãi không biết phải làm thế nào. Đang trên đường tiếp tục đi điều tra thêm manh mối thì đột nhiên xe của nhóm Chi Hun bị bốc khói. Vào tiệm sửa xe hỏi sửa mất bao lâu thì anh chủ quán bảo uống hết 20 cốc cà phê thì xong. Chi Hun đang ngồi nói chuyện thì nhận được điện thoại của ông chú Kim hỏi rằng cô ở đâu. Thì Chi Hun nói mình vào nhóm bạn nam đi tới một bệnh viện có tên là Bệnh viện Tâm thần Hy vọng để điều tra. Thêm manh mối về vụ mất tích của bạn trai cũng có thể sẽ có manh mối về cả vụ mất tích của con gái chú. Ông chú Kim thì đang đứng ở trước cửa tiệm cà phê của bọn họ hay tụ tập còn chở theo cây súng gây mê kia. Khi nghe câu nói như vậy thì ông tắt máy luôn, bỗng ầm một cái anh công an phường hét thất thanh vì bị cái nắp của ô tô dập tay. Bo ra đang không biết ai là người sẽ lái xe vì tất cả mọi người đều không có bằng nhưng cô lại nhớ ra Chi Hun và đã để cô lái xe. Do có bằng nhưng không có cơ hội lái xe nên Chi Hun chưa quen đi với tốc độ rùa bò. Anh tóc xoăn ngồi bên trong xe vô cùng sốt ruột nói cô hãy đi 80 km/h có được không? Chi Hun nghe vậy thì đạp chân ga làm xe đảo khiến anh sợ hãi bảo rút lại lời vừa nói. Đi được một lúc thì Chi Hun đã bị lạc vào trong rừng rồi còn lao phải một vũng lầy làm xe có mắc kẹt.
Anh công an phường đô con nhất hội nhưng do tay bị thương mà chỉ biết đứng bên cạnh nhìn mọi người đẩy xe. Bô Gia đang ngồi bất lực hút thuốc thì Chi Hun chạy ra cho cô xem bản đồ, nhưng Bô Gia chẳng có phản ứng gì, thấy cô cứ ngây ngốc nhìn về một hướng. Quay đầu lại thì thấy bệnh viện bọn họ đang tìm xuất hiện ngay trước mắt. Trên bản đồ cũng bỗng nhiên hiện đường đi và nói rằng chỉ còn hơn một cây nữa. Cả nhóm quyết định để xe ở đó và đi bộ đến địa điểm đó. Sau khi đến được bệnh viện thì Chi Hun cùng một người nữa đã trèo vào bên trong. Nhưng đến lượt của Bô Gia thì bỗng nhiên bọn họ phát hiện có người đang đến nên đã nấp sau một góc phía bụi cây. Bọn họ đứng bên cạnh nhìn thì thấy trên áo của những người đó có ghi tên của nhà thờ ánh sáng thần linh nơi mà Hồi giáo cuồng tín kia hoạt động. Bô Gia muốn vào trong xem thử nên đã để cho anh tóc xoăn ra đánh lạc hướng hai tên canh cổng để cho anh công an phường và Bô Gia lẻn vào trong. Anh nói xe mình gặp vấn đề nên cần sự giúp đỡ. TRNG dừng thì bọn họ đã gọi một chiếc xe khác đến để giúp đỡ kéo chiếc xe ra khỏi cùng lầy. Trên xe bước xuống một cô gái tóc ngắn, thấy vẻ mặt lúng túng và sợ hãi của anh tóc xoăn. Thêm cả việc anh không biết lái xe nên cô đã nghi ngờ và hỏi rằng anh ta đi với ai đến đây. Nhóm Chi Hun đang quay lại những hình ảnh bọn người kia đang làm lễ cầu nguyện mê tín. Đột nhiên nhận được điện thoại của anh tóc xoăn nói rằng mau về đi, sao lại đi vệ sinh xa thế, có người đang giúp kéo xe mà anh lại không lái được. Thấy cách nói chuyện bất thường nên Bô Gia biết có vấn đề đã nói họ đi về chỗ chiếc xe. Tiện thể dẫn theo thằng cu to mồm đang nói chuyện với mẹ đi. Sau khi cái lễ đó kết thúc thì hai người chay sau vào bên trong hơn. Đang xem xét tình hình Chi Hun quay lại thì Bô Gia đã nhảy vào trong một căn phòng. Chi Hun cũng đang định theo sang đó thì gặp hai người của tổ chức đi ra gần chỗ cô đứng. Do không có cách nào nên Chi Hun nói rằng Bô Gia hãy vào trong để quay, còn cô sẽ đi kiểm tra những xe tải ngoài kia. Sau đó gặp lại ở chỗ ô tô, anh tóc xoăn bên kia thì được cô gái hỏi chỗ anh muốn đến là đâu nhưng anh không biết nói gì, chỉ nói một chữ gì. Cô gái nghe vậy thì nói là hê ông gì có đúng không? Anh tóc xoăn gật đầu lia lịa, cô gái vào xe vác súng đi vào hỏi anh làm gì ở đây. Xung quanh khu này không có chỗ nào tên như cô đã nói cả. Cùng lúc công an phường và cậu bạn trở về thấy cảnh này. Trong bệnh viện, Bô Gia đã cải trang thành nhân viên và đột nhập được sâu vào trong. Đang cầm điện thoại quay thì Bô Gia thấy có người đang tiến vào nên cô đã mở một phòng trốn vào trong. Nhưng lại vào ngay căn phòng bọn họ cũng muốn vào, cô vừa giữ tay nắm cửa không cho họ vừa vô cùng sợ hãi. Anh tóc xoăn vẫn đang sợ hãi vì biết cô gái kia ra hỏi. Sau đó hai người bọn họ đã phát hiện ra quyền album ảnh về bệnh viện nơi mà họ đang thực hiện kế hoạch. Đột nhiên anh công an phường và cậu bạn đạp ga xe, sau đó anh tóc xoăn nhảy lên rồi chạy. Cô gái kia thấy vậy thì lấy súng bắn về phía họ. Sau vài lần hụt thì viên cuối đã trúng người anh tóc xoăn. Thấy bọn họ chạy trốn nên cô đã gọi điện về tổ chức yêu cầu tất cả mọi người dừng việc đang làm và tập hợp ra cổng an ninh. Cũng nhờ vậy mà Bô Gia thoát được một lần. Đột nhiên trong căn phòng ấy có tiếng động lạ nên Bô Gia soi đèn thì vô cùng hốt hoảng khi có rất nhiều người nằm trong này. Cô đã nói cho Chi Hun biết, hỏi rằng cô đã kiểm tra xe tải chưa vì Bô Gia nghĩ họ đã chuyển đàn ông đi rồi. Chi Hun lo lắng rằng bạn trai mình cũng trong số đó thì sợ hãi nhìn lên chiếc xe tải đang bị khóa. Bô Gia đi vào một căn phòng có ánh sáng huyền ảo như trong Hội giáo kia và bị người đàn ông đứng đầu tự xưng là cha ấy phát hiện. Ông ta đã lấy điện thoại của cô và đạp hỏng nó. Bô Gia nhân lúc ông ta không để ý lấy cồn đổ lên đống tài liệu trên bàn. Ông ta hỏi cô biết tại sao mình lại thú nhận mọi chuyện với cô không thì Bô Gia nói rằng trước sau gì ông cũng xử cô. Sau đó ông ta gọi điện cho người của mình nói rằng trong phòng có bọ cần xử lý. Bô Gia rút ra một điếu thuốc để hút rồi bất ngờ ném nó về phía có cồn, thế là lửa bốc lên. Ông ta hốt hoảng mà quên luôn để ý đến Bô Gia nên cô đã trốn thoát được. Chi Hun ở ngoài thì vẫn cố gắng dùng chiếc kìm mà cô tìm được để cắt khóa. Thấy Bô Gia bị đuổi nên Chi Hun đã lái xe và hai người lao thẳng ra cổng, nhưng đột nhiên chiếc xe bị dừng lại. Không biết làm sao, sau đó Bô Gia quyết định mở cửa xe trèo được ra ngoài. Chi Hun nói cô chạy trước đi còn mình sẽ tìm cách. Rồi Chi Hun cầm kìm nhảy xuống xe quật như điên làm bọn người đuổi theo cũng không dám lại gần. Trong lúc quay cuồng thì cô đã làm rơi mất chiếc micro để liên lạc với nhóm mình, sau đó còn làm bay mất cái kìm. Thế là Chi Hun lại quay đầu chạy vào bên trong. Bô Gia đang bị bọn người kia phát hiện và trói lại thì đột nhiên bọn chúng bị hai mũi tên lăn đùng ra. Nhìn lại thì cô nhận ra chính là ông chú Kim. Chi Hun thì bị bọn người kia bao vây còn bắn cho cô một mũi tên gây mê. Đột nhiên cô gái chỉ huy ấy nhìn thấy mặt Chi Hun thì vô cùng sửng sốt. Lấy lại cái ảnh của đấng cứu thế mà mình nhận được thì vội quỳ xuống rồi gọi Chi Hun là đấng cứu thế. Mọi người xung quanh cũng quỳ rạp xuống mà gieo hò. Sau khi bị bắt thì có vẻ như Chi Hun bị mang đi làm thí nghiệm để bọn họ xem được rằng trong đầu óc của một đấng cứu thế như cô đã xảy ra chuyện gì. Bỗng cô mơ màng ngồi dậy quay đầu nhìn thấy ông già kia thì giật mình dãy dụa nên đã bị bịt mồm và truyền cho một liều thuốc mê. Ở nhà bố mẹ của Chi Hun thấy cô không liên lạc 2-3 ngày nên đã báo cảnh sát. Anh cảnh sát và cô bạn đồng nghiệp thân thiết của Chi Hun cũng đang điều tra về ông già đứng đầu giáo phái kia được gọi là Job. Bà cô Mô giới nhận được tin nhắn tìm ra đấng cứu thế khiến bà vô cùng cảm động. Bô Gia sau khi chạy thoát được thì cầm theo khẩu súng đứng quan sát bà ta. Sau đó tiến lại định bắn nhưng đã bị ông chú Kim ngăn cản lại rồi bà ta chạy mất. Do tức giận lên cô đã chĩa súng vào ông chú mà bắn nhưng thì ra đó chỉ là súng đồ chơi làm ông chú hú hồn. Ông nói với Bô Gia rằng Chi Hun sẽ không bị giết vì cô ấy là đấng cứu thế của bọn họ.
Chi Hun vừa mơ mang tỉnh dậy đã hỏi ông ta là bạn trai mình đang ở đâu, vì cô nghĩ rằng bọn họ đã bắt cóc anh, nhưng ông lại nói với cô rằng hình ảnh sinh vật kỳ lạ mà cô thường nhìn thấy nó không phải là hoang tưởng. Còn nói thi thoảng những thiết bị điện tử xung quanh cô bị nhiễu sóng, cô không thắc mắc về chuyện đó hay sao? Nghe như vậy thì Chi Hun vô cùng tò mò mà không còn kích động nữa, nhưng ông ta đột nhiên có điện thoại rồi bỏ ra ngoài làm cô quanh quẩn với những suy nghĩ của mình. Bo ra đi cùng chú Kim và đã ghi âm lại những lời ông ta nói, sau đó bảo rằng phải cùng cô cứu Chi Hun, nếu không cô sẽ để lại ghi âm đó cho nhà thờ biết. Ông già Job đang nói chuyện về việc những ký ức của Chi Hun đang bị mờ nhạt. Ông nói rằng khi xưa cũng có một người phụ nữ bị trường hợp giống như cô. Mọi người đều bảo bà đã bị điên, nhưng sau đó bà lại ghi chép lại tất cả những gì mình nghe và nhìn thấy. Cuối cùng nó đã trở thành một tôn giáo và người đó chính là vợ ông. Ông nói rằng sẽ giúp cô tìm lại những ký ức khi cô chạm mặt với người ngoài hành tinh hồi năm cấp 2 ở cánh đồng lau, và những ký ức đó sẽ cứu rỗi tất cả chúng ta. Ông chú Kim đang lợi dụng đức tin của bà cô và đưa ra ý kiến rằng bà nên đến gặp đấng cứu thế. Nghe những lời nói này, bà ta có vẻ xuôi theo ý ông, mà tất cả những chuyện vừa rồi đều được Bo ra nghe thấy. Chi Hun đã quyết định nói với ông Job rằng mình muốn thử khôi phục trí nhớ, nên ông ta đã đưa cho cô một chiếc máy VR, nhưng tay cô đang bị trói không đeo được. Rồi ông ta đã cởi trói cho cô. Những cơ hội Chi Hun đánh ngất ông rồi mặc quần áo định chạy trốn. Quyển sách trên bàn đột nhiên bay lên, những hình ảnh xung quanh bắt đầu bị nhiễu làm cô vô cùng ngạc nhiên. Chuyển cảnh thì ra đó là ông Job đang thực hiện thí nghiệm trên người cô, đại làm cho cô nhớ lại ký ức. Thấy không thu được kết quả gì nên ông ta nói với phụ tá của mình rằng sau khi phẫu thuật lấy chip ra khỏi đầu cô thì vứt cô đi vì không cần cơ thể này nữa. Ông chú Kim cùng bà cô kia đã đến được nơi mà Chi Hun ở. Bà ta đã thuyết phục được người đứng canh ở ngoài cho bà ta 5 phút để nhìn mặt đấng cứu thế của họ. Anh cảnh sát và cô bạn của Chi Hun cũng đã đến bệnh viện để điều tra thêm thông tin nhưng chẳng thu được gì. Sau khi bà cô kia mang đồ ăn vào cho Chi Hun thì anh canh cửa nói rằng sắp hết giờ rồi. Nhưng đột nhiên lại không thấy Chi Hun nằm trên giường, anh ta hốt hoảng chạy vào xem thì bị cô cầm chai đập vào đầu, rồi cô cầm dao vung tứ tung khiến cho bà cô vô cùng hoảng sợ. Cô chạy ra đến ngoài thì bị một tên nữa canh cửa phát hiện, đang chuẩn bị gọi báo cho người khác thì bị ông chú Kim kích điện lăn đùng ra. Sau khi nhận được tin báo thì tất cả những người trong bệnh viện đã chạy ra để cản đường trốn thoát, nhưng ông chú đã để cho Chi Hun lấy dao bắt mình làm con tin, lợi dụng đức tin của mọi người và nói rằng đấng cứu thế đang nổi giận, cô ấy muốn xe của ông thì hãy lấy cho cô. Bà cô kia thì gào thét nói không được động đến cô ấy và bảo hãy làm tất cả những gì cô yêu cầu. Chạy ra cửa thì cô bạn vãi cảnh sát cũng nhìn thấy Chi Hun nên vội vã xuống xe đuổi theo. Ông chủ lái xe đưa Chi Hun chạy ra đến cổng thì bị cô gái ở đó cầm súng bắn hỏng xe, hai người đã đi ra và bỏ trốn ở trong rừng. Cùng lúc đó cảnh sát chạy đến gọi điện báo cho trụ sở có người bị bắt cóc trốn ra yêu cầu chi viện. Những người kia thì đang ở trong rừng tìm kiếm Chi Hun. Cô rất hoang mang, đột nhiên một bàn tay bịt lên mồm cô, quay ra thì đó là Bo ra. Thấy tiếng động lạ nên cô gái kia cầm súng đến kiểm tra đang loay hoay thì bị ông chú Kim đâm mũi thuốc mê vào người rồi vứt súng của cô ra. Cô quay lại ngạc nhiên và gọi ông ấy là bố. Sau khi được Bo ra cứu khỏi nơi đó thì Chi Hun nói cô hãy tát mình. Bo ra không hiểu chuyện gì nhưng thấy Chi Hun cứ sồn sồn lên, thế là cô tát cho Chi Hun một cái. Sau đó hai người vào trong nhà vệ sinh cho Chi Hun thay quần áo. Nhìn vết thương trên đầu Chi Hun thì Bo ra hỏi đó là gì nhưng Chi Hun cũng chẳng biết. Chi Hun cùng Bo ra đến tìm anh bác sĩ và nói muốn nhờ anh thôi miên và lấy lại một ký ức quan trọng. Sau khi bước vào trạng thái thôi miên thì Chi Hun nhìn lại về ký ức ngày xưa cùng với Bo ra ở trên căn cứ bí mật trong chiếc xe. Do quá buồn bực nên Bo ra đã cho Chi Hun uống rượu làm cô say, còn cầm mấy tờ quang phổ của mình chửi bới bọn người ngoài hành tinh. Thấy bất ổn nên Bo ra đã đổ hết chai rượu đi rồi dẫn Chi Hun vào trong xe để ngủ. Không thể nào ngủ được nên Chi Hun mới đi ra ngoài nằm. Đang trong cơn mê thì cảnh đầu phim xuất hiện. Một ánh sáng xanh chiếc rọi vào người cô. Anh bác sĩ vẫn đang cố hỏi cô khung cảnh trước mắt nhưng đột nhiên cô lại hỏi ngươi là ai, làm cả anh bác sĩ và Bo ra ngơ ngác. Xong cả người cô bỗng dãy dụa mất kiểm soát. Anh bác sĩ vội kêu cô về hiện thực nhưng không được. Chi Hun kêu lên rằng cô không cử động được và bọn họ đã bỏ thứ gì đó vào đầu cô. Sau khi tỉnh lại thì Bo ra đưa cho cô xem đoạn ghi hình mà mình đã quay lại lúc cô bị thôi miên. Chi Hun vô cùng ngạc nhiên trước sự việc này. Bo ra nói cái ngày mà cậu mất tích ở cánh đồng lau đó chính là lúc cậu tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Hai người quyết định đi đến chỗ đồng cỏ lau đó với hy vọng sẽ nhớ lại được gì đó. Vừa ra đến cửa thì anh bác sĩ gọi Chi Hun lại rồi đưa thuốc cho cô, nói rằng bệnh tình của cô nghiêm trọng rồi nên cần đến một nơi nào đó có để có thể chữa trị cho cô chứ không phải ở đây. Nhưng Chi Hun nói rằng mình đã quá chán nản với bệnh viện rồi và bỏ đi. Hai người tìm đến địa điểm khi xưa nhưng nay nó đã là một công trường đang thi công. Ở đây bỗng Chi Hun nói xin lỗi Bo ra vì khi xưa đã hiểu lầm và ghét cô rất nhiều. Bo ra hỏi Chi Hun còn nhớ được gì sau đó nữa không thì cô bảo là trong lúc lơ mơ có nghe thấy bố mình làm nhảm gì đó với ngôn từ lộn xộn. Nghĩ rằng những lời đó có liên quan đến những gì cô nghe được từ người ngoài hành tinh nên đã gọi điện thoại cho bố. Ở phía bệnh viện thâm thần thì bọn họ đã liên hệ với cảnh sát địa phương cùng nhau nói dối về việc của Chi Hun. Nói rằng cô mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn hành vi nên cần nhập viện khẩn cấp. Sang hôm sau Bo ra cùng Chi Hun trở về nhà vì nhận được tin Si Guk đã trở về. Vào trong thấy anh ta với vẻ mặt thẫn thờ mà Chi Hun cũng không biết nói gì thêm.
Cả nhóm cầu Bo Ja đang ngồi thắc mắc về tình hình của Bo Ja cũng như Chi Hun thì đột nhiên Bo Ja xuất hiện làm họ ngơ ngác. Sau đó Bo Ja đã kể tình hình của Chi Hun cho bọn họ nghe cũng như việc cô ấy bị cấy chip vào trong đầu. Đang nói chuyện thì đột nhiên cô nhìn thấy ông Kim đến trước cửa nên chạy ra xem thì ông nói là còn phòng trống không. Mở cửa xe thì cô con gái ông đang bị trói trên xe, mọi người cũng ra giúp đỡ đưa cô ta vào trong nhà. Khi biết được sự thật này thì mấy người cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Sau đó ông đã xin ở lại đây một thời gian và nói sẽ trả 200.000 một đêm nên anh công an phường đồng ý luôn. Ở nhà Chi Hun thì khi thấy anh người yêu mình không thẫn thờ thì cô hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, thấy anh kể lại rằng mình đã ở Thái Lan nhưng không biết tại sao. Chi Hun cũng nhận ra điểm bất thường rằng tất cả những ký ức kể từ khi cô nói chia tay anh thì anh đều không còn nhớ gì cả. Cô đi ra hỏi bố rằng có nhớ hồi cô bị mất tích thì lúc tỉnh lại cô đã nói gì thì ông nói không nhớ. Vào phòng để mẹ lấy đồ cho người yêu thì mẹ cô nói rằng mình mới chính là người nghe thấy cô nói chứ không phải bố cô. Chi Hun gọi điện kể cho Bo Ja nghe rằng mình đã nói là trở lại với tôi. Chi Hun còn nghĩ thiết bị được gắn trong đầu mình là một loại thiết bị phát tín hiệu để gọi UFO. Nhưng Bo Ja lại nói cậu nên nghỉ ngơi để chăm sóc bạn trai, sau đó cô bảo bận và cúp điện thoại. Bên phía Bo Ja thì cô vẫn tiếp tục hỏi con gái ông Kim rằng tổ chức đó muốn làm gì với con chip lấy ra từ đầu của Chi Hun rồi là tại sao lại cứ đòi gặp cô ấy. Đột nhiên thì ông Kim xen vào xong hai bố con lại cãi nhau làm Bo Ja phát điên mà gào lên nói nếu cô không nói thì hai bố con sẽ bị đuổi khỏi đây. Thế là cô ta bảo rằng phải gặp để nói cho cô ấy biết rằng nên chạy trốn đi vì tổ chức đang tìm kiếm và sẽ giết cô ấy. Một bên khác thì có người tìm đến nhà của Chi Hun tự xưng rằng là cảnh sát khu vực đến để điều tra vụ việc của Chi Hun, còn cho bố mẹ cô xem ảnh về những việc Chi Hun đã làm. Con gái ông Kim vẫn tiếp tục nói rằng sau khi giết cô ấy thì tất cả các tín đồ đều muốn nhìn thấy thánh thể của Chi Hun vì cô là đấng cứu thế. Sau khi tang lễ của đấng được hoàn thành thì ông Job được gọi là đức cha ấy sẽ thay mặt sử dụng quyền năng của đấng cứu thế. Nghe vậy thì cả ông Kim và Bo Ja đều vô cùng bàng hoàng, bà cô đang bị mọi người trong tổ chức trách mắng vì gây ra chuyện. Ông Job nói nên kết thúc chuyện này và cầm dao đi tới ôm bà cô nói rằng chuyện nhỏ thôi. Bà nên chết khi tất cả mọi người cùng chết và ông đã bỏ qua cho bà ta, bà khóc như mưa vì mình đã được cha tha thứ. Chi Hun được Bo Ja nhắn tin tới nơi mà không biết rằng đã có người đứng ở ngoài theo dõi chờ cô xuất hiện. Vừa vào trong thì Chi Hun lao thẳng đến chỗ con gái ông Kim liên tục chửi cô ta và cho rằng cô đã bắt người yêu mình. Bo Ja lao vào cản cô lại rồi dẫn cô ra sau nói chuyện. Bo Ja bảo cô ta còn đang cung cấp thông tin mà tại sao Chi Hun lại làm thế. Chi Hun trách Bo Ja rằng bọn họ đã rất mất công nhưng không thu về được kết quả gì cả khiến cô vô cùng bất mãn. Mọi người tụ họp lại nói bàn bạc với nhau cái tang lễ sẽ diễn ra. Ông chú Kim nói cái lễ thăng thể đó là lễ mà bọn họ sẽ cùng nhau kết liễu cuộc sống của mình. Họ cho rằng từ bỏ thân thể vật lý để có được thân thể ánh sáng của thần linh. Chi Hun đột nhiên nói rằng vì mình mà mọi chuyện này xảy ra nên cô muốn tự mình đi giải quyết nó nhưng Bo Ja không đồng ý và bỏ ra ngoài nói đi mua thuốc. Sau đó cô đã cầm ổ cứng dữ liệu đến đưa cho anh cảnh sát bảo anh mở ra xem cùng với quyển thuyết giáo. Chi Hun bên này đang hỏi cô gái về thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ của mình nhưng cô nói không biết. Xong lại bảo nhóm chat của đội an ninh chắc sẽ có thông báo nhưng điện thoại đã bị bố thu ở trong xe. Ông Kim đang ngồi hút thuốc thì một kẻ đồ đen nhảy vào trích điện ngất ông ấy. Sau đó vài tên cũng kéo nhau vào trong, đang hí hửng vì tìm được chìa khóa xe thì Chi Hun bị một tên trùng túi vào đầu. Cô gái kia cũng được cởi trói. Thấy Chi Hun đang dần bất động nên khi vừa được cởi trói thì cô gái đã lao lên đánh bọn chúng và cứu được Chi Hun ra. Vừa chạy ra đến cửa thì bị một tên chặn lại suýt bị ăn đạp thì anh công an phường đúng lúc về kịp và cho hắn một trận. Sau đó nhưng tên kia cũng trên tầng kéo xuống lao vào đánh nhau với anh công an phường nhưng bị anh xử đẹp cả. Chi Hun sau đó nhờ anh chăm sóc chú Kim và cảm ơn anh cũng như mọi người về thời gian vừa qua rồi lên xe đi cùng cô gái kia. Bo Ja trở về quán thì thấy mọi thứ lộn xộn nên rất lo lắng. Cô nhận được điện thoại của anh công an phường thì vội vã chạy đến bệnh viện thấy ông chú Kim đang nằm ở đó. Cô gái kia đang chở Chi Hun đến địa điểm tổ chức tang lễ nói rằng dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ cô. Nhưng Chi Hun lại bảo rằng bọn họ sẽ sửa hai người ngay khi bị bắt nên đừng nói linh tinh mà cứ tập trung lái xe đi. Bo Ja ở trong bệnh viện đã lấy được điện thoại của ông Kim và mở khóa được nó. Thấy bà cô kia nhắn tin nên cô đã cố tình hỏi về địa điểm tổ chức tang lễ và bảo mình chưa được thông báo. Thế là bà ta gửi địa chỉ cho cô thật. Ông Job đang cùng bà vợ mình đứng nhìn mọi người chuẩn bị cho lễ tang và nói rằng bọn họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chuyển cảnh là hình ảnh đoàn người tấp nập kéo nhau vào tang lễ và còn được phát cho một viên thuốc. Lúc này thì Chi Hun cùng cô gái kia cũng đến nơi. Cô ấy muốn xông vào bên trong và nói rằng mình không hề sợ vì trước sau cũng được Chi Hun cứu rỗi thân thể này. Nghe vậy thì Chi Hun cũng bất lực luôn. Thấy đức tin của cô gái vào mình quá lớn nên Chi Hun đã nảy ra một ý tưởng. Trong khi mọi người đang chăm chú nghe ông già kia bốc phét thì Chi Hun bước vào trong trước sự trầm trồ của tất cả các tín đồ. Cô đã lợi dụng đức tin tuyệt đối của mọi người dành cho đấng cứu thế mà đã làm cho bọn họ dường như đứng hết về phe mình. Ông Job đứng trên bục thì ngây người trước sự việc ngoài dự tính này. Bo Ja cũng đã chạy xe đến nơi, định quét mã để được vào trong thì được mấy bà cô nói rằng buổi lễ đã bị hủy bỏ vì đấng cứu thế đã hồi sinh. Cô cũng nghe thấy được tiếng reo hò của mọi người bên trong mà ngơ cả người không hiểu chuyện gì. Anh cảnh sát cùng cô bạn của Chi Hun cũng đang đi tìm hiểu về ông Job thông qua một người trước kia cùng ở bệnh viện với ông ta.
Được biết rằng ông ta có một bệnh nhân bị nói rằng mắc chứng tâm thần vì cô ta luôn nói mình có thể giao tiếp được với người ngoài hành tinh. Nhiều bác sĩ tiếp cận ông ta vì chuyện đó. Ông Job cũng vậy, sau đó hai người còn yêu nhau và lập ra được nguyên cả một giáo hội lớn. Ở phía Chi-hun thì cô được đưa vào một căn phòng dưới sự chứng kiến của mọi người để nói chuyện với ông Job. Chi-hun nói rằng mình muốn lấy lại con chip mà ông ta đã lấy trong đầu cô ra vì nó thuộc quyền sở hữu của cô. Lúc này cô lấy tin ngưỡng làm lòng tin và bắt đầu nói rằng mình là người được hồi sinh, đã nhìn thấy ánh sáng của cha ở cánh đồng lau. Nên ông hãy đưa con chip cho cô và cô sẽ gọi ánh sáng của cha đến để cứu rỗi mọi người. Tất cả mọi người đều nghe theo với thái độ rất tôn kính. Đột nhiên Bo Ja cầm súng xông vào để dẫn Chi-hun đi nhưng Chi-hun không đồng ý, thế Bo Ja bị đám người kia bắt lại. Sau đó Chi-hun vào nói với Bo Ja rằng sẽ thả cô ra còn mình sẽ ở lại đến khi lấy được con chip thì sẽ tìm cách trốn ra. Bo Ja bảo cậu bị điên hay sao mà tin vào những thứ vớ vẩn đó. Sau đó Chi-hun đã gọi người vào đưa Bo Ja ra ngoài. Vừa bước ra thì Chi-hun thấy ông Job đứng ở ngoài. Ông ta tỏ thái độ ăn năn, nói sẽ đưa con chip cho cô khiến cô rất bất ngờ. Khi bị lôi ra đến cổng thì trời đã tối. Bo Ja bất lực ngồi định hút thuốc thì bỗng cô nhớ lại về những lần nói chuyện của mình với Chi-hun. Đột nhiên một ánh sáng xanh xuất hiện ở đó. Bo Ja sững sờ trước cảnh tượng này, ngước mắt lên nhìn. Bo Ja thấy vậy thì điên cuồng đuổi theo ánh sáng đấy. Nhưng sau đó đột nhiên thì cô lại không thấy nó nữa. Lúc này dưới tòa nhà thì mọi người đang hát bài hát cầu nguyện thần linh. Chi-hun ngồi trong phòng thì được bọn họ mang vào trong một chiếc váy, nói là chuẩn bị cho lễ gọi ánh sáng thần linh. Bo Ja đang đứng loay hoay bỏ máy dò ra để tìm tiếp thì bị con gái ông Kim nhìn thấy chạy ra hỏi chuyện, nhưng Bo Ja không trả lời. Đã thế còn chui qua một hàng rào thép làm cô kia cũng chạy theo rồi cứ lải nhải theo sau. Đột nhiên hai người lại nhìn thấy vật thể lạ phát sáng kia. Chi-hun thì được ông ta mang vào trong một chiếc hộp và bảo cô mở nó ra. Cứ nghĩ rằng con chip của mình ở trong đó nên Chi-hun đã mở nó ra nhưng lại chẳng thấy gì. Cô tưởng ông ta lại giở trò với mình nhưng ông ta lại bảo rằng ngay từ đầu thì trong đầu của cô chẳng có gì cả, khiến Chi-hun khó hiểu. Ông ta còn nói bọn họ mổ đầu cô nhưng chẳng phát hiện con chip nào cả, cũng không có bằng chứng nào chứng minh cô đã gặp người ngoài hành tinh. Chi-hun nói rằng mình đã nhớ lại tất cả mọi chuyện khi bị thôi miên, nhưng ông ta bảo sau khi gặp và được ông nhồi nhét một đống thứ vào đầu thì đó chỉ là thứ mà cô tưởng tượng ra mà thôi. Sau một đuổi theo ánh sáng đó thì Bo Ja phát hiện có hai người đang điều khiển cái đĩa bay đó, làm cô chán chẳng buồn nói. Đột nhiên cô gái kia bỏ chạy làm bọn họ phát hiện có người đang nhìn nên đã đuổi theo Bo Ja. Bên kia khi nghe những lời của ông Job nói thì Chi-hun dường như rất tuyệt vọng vì tất cả mọi thứ mình gặp phải trước giờ và những suy nghĩ đều là nhảm nhí. Ông ta nói cô hãy tiếp tục đóng giả làm đấng cứu thế để cho những con người ngoài kia có sự giải thoát trong hạnh phúc. Chi-hun nói cô không thể làm như thế được và gục xuống. Cô rất sợ hãi trước những lời nói này của ông ta nhưng bỗng nhiên cô ngất đi. Thì ra cốc nước cô uống từ khi nãy đã bỏ thuốc. Lúc này ở cổng thì ông Kim cùng với nhóm của Bo Ja cũng đã tìm đến nơi nhưng ông Kim lại lái xe đi đâu đó. Ba người còn lại vừa vào được bên trong thì nhìn thấy Bo Ja đang bị bọn người kia đuổi. Suýt thì Bo Ja bị bắt, cũng may ba người đã lao ra và cho bọn chúng gục luôn tại chỗ. Bo Ja nói rằng tất cả chỉ là một màn kịch và sẽ không có cái UFO nào cả. Cô chợt nhớ ra Chi-hun đang gặp nguy hiểm nên cắm đầu chạy đi. Chi-hun sau khi mở mắt ra thì thấy mình đã mặc chiếc váy được chuẩn bị cho đấng cứu thế rồi, cô bị kéo lên và đội chiếc nón kỳ lạ trước sự chứng kiến của vô số tín đồ. Lúc này ông Job bắt đầu kêu hô mọi người chuẩn bị cho buổi lễ. Chi-hun lại nhìn thấy sinh vật ấy. Cô không thể chấp nhận được tất cả chỉ là nhảm nhí. Cô tự hỏi bản thân chỉ là do mình bị điên thôi sao. Bo Ja cùng mấy anh kia cũng đi vào đến chỗ đám người. Đột nhiên mấy anh mặt phê phê bắt đầu nói làm nhảm. Bo Ja nhận ra làn khói có vấn đề nên kéo họ ra ngoài. Sau khi cái ánh sáng của UFO pha ke kia xuất hiện thì ông Job bắt đầu hô hào mọi người lấy viên thuốc được phát trên cổ ra. Khi tất cả chuẩn bị uống thì Chi-hun gào lên nói rằng mình không phải đấng cứu thế, mọi người mà uống vào thì tất cả đều sẽ chết. Các tín đồ vô cùng bàng hoàng trước lời nói của Chi-hun, ông ta lại bắt đầu bốc phét để thao túng tâm lý mọi người, nhưng một tiếng súng vang lên. Cái ánh sáng thần linh kia rơi nát bét, ra là cô con gái của ông Kim đã bắn cái UFO pha ke đó cho mọi người chứng kiến tất cả chỉ là dối trá. Cô bắn phát súng nữa làm mọi người chạy toán loạn ra ngoài. Ông Job quay lại thì không thấy bà vợ mình đâu. Anh cảnh sát cũng đến nơi thấy cảnh này không hiểu chuyện gì nên đã lấy khẩu súng trên xe ra. Bo Ja nhân lúc hỗn loạn đã lên tháo còng cho Chi-hun. Đám người ở dưới do bị mất đi đức tin nên như đám người điên lao lên đòi bắt Chi-hun. Bà vợ ông Job thì đang đứng chằm chằm nhìn lên bầu trời. Bọn người kia cứ dần tiến lại chỗ Chi-hun mặc kệ tiếng súng của anh cảnh sát vang lên. Đột nhiên điện vụt tắt, ánh sáng của cả thành phố cũng biến mất. Tất cả đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên một ánh sáng xuất hiện giữa màu đen bao trùm, mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình. Một chiếc UFO hàng chính hãng đang từ từ hạ cánh xuống chỗ bọn họ, chiếc phi thuyền chiếu ánh sáng thẳng vào Chi-hun. Cô nắm chặt lấy tay của Bo Ja, mở mắt ra thì hai người đang ở trong một không gian màu trắng cùng với sự xuất hiện của một sinh vật kỳ lạ. Nó tiến đến gần Chi-hun lấy ra thứ gì đó từ đầu của cô rồi co mình lại biến mất. Bo Ja đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Sau đó chiếc phi thuyền cũng mất tăm, mọi người không còn nhìn thấy hai người trên cái sân khấu nữa. Sau pha vừa rồi thì nhóm của Bo Ja chứng kiến cũng ngơ cả người. Tỉnh dậy thì hai người thấy bản thân đang nằm trong rừng và vô cùng vui sướng khi thứ mình đi tìm kiếm bấy lâu thật sự xuất hiện trước mắt.
Ông Job đang lang thang tìm vợ thì bị con gái ông Kim bắt gặp. Cô ta trách ông tại sao lại nói dối lừa tất cả mọi người. Đức tin bị phá hủy nên cô muốn bắn ông ta. Đột nhiên một chiếc xe lao tới tông văng ông ta. Đó là ông Kim. Ông không muốn con gái làm điều sai trái nên đã đưa cho cô chiếc điện thoại có số điện thoại của mẹ rồi cầm súng bắt ông ta hai mấy phát. Công an sau đó cũng có mặt ở nơi đó để giải quyết vụ việc, bắt giữ những con người cuồng tín ấy. Bo-ja và Chi-hun trở về với vẻ mặt hớn hở trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cuộc sống trở về như bình thường. Chi-hun kể lại mọi việc cho anh bác sĩ nghe. Si-guk thì đã đề nghị chia tay với cô. Sau đó thì tin tức về vụ của hội ánh sáng thần linh đã được TV đưa tin. Chi-hun đến tìm Bo-ja rủ cô đến ở chung căn hộ mới với mình. Hình ảnh khi xưa hiện về, tình bạn của hai người lại tốt đẹp keo sơn. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay đừng ngần ngại để lại cho mình một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.